Diễm Thi và Trung Khang kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin sáng thứ Năm ngày 23 tháng 4 năm 2015 với một số tin tức đáng chú ý. Philippines phản đối Trung Quốc về quan hệ Philippines-Hoa Kỳ. Công bố danh sách truy lùng tội phạm kinh tế Trung Quốc. Một cuộc thi giải pháp công nghệ chống tội phạm về động vật hoang dã vừa được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USA phối hợp với Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ, Viện Smithsonian và Mạng lưới Giám sát buôn bán động vật hoang dã Traffic khởi động vào ngày hôm qua nhân ngày trái đất. Cuộc thi mang tính toàn cầu nhằm tìm kiếm và trao tài trợ cho các giải pháp khoa học và công nghệ sáng tạo giúp chống nạn buôn lậu động vật hoang dã. Sẽ có 4 khoản tài trợ trị giá tối đa 500.000 đô la mỗi khoản cho các giải pháp sáng tạo. 4 vấn đề chính được tập trung trong cuộc thi lần này bao gồm phát hiện các nguồn trung chuyển, tăng cường thông tin và bằng chứng pháp y, giảm nhu cầu tiêu thụ và chống tham nhũng. Theo USA, hoạt động buôn lậu ngà voi, sừng tê giác và các bộ phận động vật hoang dã khác trị giá từ 10 cho đến 20 tỷ đô la mỗi năm là nguồn cung cấp tài chính cho các tổ chức tội phạm và khủng bố. Việt Nam đứng thứ 16 trong số các nước giàu có nhất về đa dạng sinh học trên thế giới, nhưng cũng là một trung tâm lớn về buôn lậu động vật hoang dã, là nguồn cung cho thị trường trong nước và quốc tế với nhiều loài động vật sống, bộ phận động vật và các cây dược liệu. Philippines hôm qua lên tiếng chỉ trích Trung Quốc sau khi tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc viết rằng Philippines ở thế yếu ớt trong những đòi hỏi về chủ quyền ở Biển Đông và chỉ biết lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Người phát ngôn Tổng thống Phi, ông Edwin Laceira nói Philippines không hiểu tại sao Trung Quốc lại cho rằng Philippines yếu ớt và làm sao mà Philippines có thể có đủ sức mạnh để cạnh tranh với một cường quốc như Trung Quốc. Trước đó, vào hôm thứ Ba, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc viết rằng thật nực cười khi tưởng tượng hình ảnh những binh sĩ Philippines vụng về theo chân quân đội Mỹ. Ý nói đến cuộc tập trận giữa Philippines và Mỹ đang diễn ra trong tuần này. Người phát ngôn Tổng thống Phi cũng lên tiếng bảo vệ cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines, nói rằng đây là những hoạt động thường kỳ và không có liên quan gì đến những tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Những chính trị gia Pakistan hôm qua lên tiếng phàn nàn về kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở do Trung Quốc tài trợ, trị giá lên đến 46 tỷ đô la đã bị thay đổi không công bằng và gây bất lợi cho hai tỉnh của nước này. Hôm thứ Hai vừa rồi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khởi động một kế hoạch tại Pakistan, bao gồm hai dự án về hạ tầng cơ sở và năng lượng, nối liền hai nước và tạo hành lang kinh tế giữa cảng Wadah ở vùng Balochistan của Pakistan với khu Tân Cương ở miền Tây Trung Quốc. Các chính trị gia Balochistan cho rằng sự bất ổn tại đây đã gây lo ngại cho dự án đường sắt và ống dẫn nhiên liệu. Để giảm thiểu những rủi ro, chính phủ Pakistan đã chuyển một phần đường ở phía đông bỏ qua vùng Balochistan. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch của Chính phủ đã bác bỏ có bất cứ sự thay đổi nào trong kế hoạch và cho rằng dự án không nên bị đối xử như là một nạn nhân của sự cạnh tranh giữa các tỉnh. Văn phòng Interpol Trung Quốc vừa cho công bố một danh sách 100 người bị truy lùng là những tội phạm kinh tế. Ủy ban Trung ương về Thanh tra và Kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết như vậy vào ngày hôm qua. Danh sách những người này cũng được công bố trên trang web của Ủy ban. Phần lớn trong số họ là những viên chức cấp trung và các lãnh đạo công ty. Việc công bố danh sách những người này là một phần trong sáng kiến Skynet mà chính phủ Trung Quốc công bố hồi tháng trước nhằm phối hợp tốt hơn trong cuộc chiến chống lại các quan chức tình nghi tham nhũng đã trốn chạy ra nước ngoài và thu hồi lại những tài sản bất minh. Danh sách do Interpol Trung Quốc công bố bao gồm hình và thông tin nhận dạng cá nhân của những kẻ tình nghi như số visa, nơi đến của các chuyến bay và những cáo buộc tội phạm. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ arabradio.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, quý vị vào địa chỉ azhautuyo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.afa.org hoặc bằng app miễn phí của RFA tải xuống từ App Store và Google Play. Diễm Thi và Trung Khang xin kính chào tạm biệt quý vị.